Ngày 19 tháng 11, Công an thành phố Dĩ An đang điều tra vụ tai nạn liên hoàn giữa 3 phương tiện khiến giao thông rối loạn gần 2 giờ đồng hồ. Nguồn tin ban đầu, vụ tai nạn xảy ra vào sáng cùng ngày trên đường DT743, đoạn qua phường Dĩ An, thành phố Dĩ An. Thời điểm trên, xe ô tô 5 chỗ lưu thông trên đường DT743 theo hướng từ thành phố Dĩ An đi thành phố Tân Uyên. Khi xe vừa qua khỏi bệnh viện Quân đoàn 4 được khoảng 200m thì bị một xe container tông trúng, khiến ô tô lao về phía trước, cắm chặt vào đuôi container khác, tạo nên vụ va chạm liên hoàn giữa 3 phương tiện. Tại hiện trường, ô tô 5 chỗ bị kẹp giữa 2 container, hư hỏng nặng, tài xế ô tô may mắn thoát nạn. Vụ tai nạn xảy ra trên con đường huyết mạch của tỉnh Bình Dương khiến giao thông bị ùn ứ, rối loạn kéo dài khoảng 2 km. Cảnh sát giao thông thành phố Dĩ An nhanh chóng có mặt khám nghiệm hiện trường, phân luồng giao thông. Đến hơn 10 giờ cùng ngày, hiện trường vụ tai nạn cơ bản đã được giải quyết.